Dạ, kính chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thu Nam á. Hôm nay là cũng gần cận Tết rồi. Mấy anh em đi thăm viếng các cái đoàn sưu tầm, đem quà rồi tặng các cái đoàn sưu tầm đại diện bữa nay là ghé chỗ chú Hai Kinh Đào. Bây giờ mình sẽ đem quà và gạo để hỗ trợ chú. Mấy anh em nhà thuốc chuẩn bị đem quà gửi tặng hỗ trợ các cộng sự sưu tầm thuốc Nam ha. Thì những phần quà này của dì Ba Ngọc Ánh ở Đại Phước Hàng Châu Đốc ha. Giờ mình chia sớt qua một số cái đoàn sưu tầm. Cái gạo này là gạo của cô Lương Thị Bé ở Chi Tôn ha. Này hỗ trợ đoàn của chú Hai ở Châu Đốc. Còn cái này là gạo này của dì Ba Đại Phước Hàng hỗ trợ bà con ở Hòa Lạc. Rất vậy thầy. Dạ, dắt bao gạo hỗ trợ cho mấy cái đồng thuốc đi sưu tầm đó thầy. Rồi. Dạ, ở về Đạo Phật. Cái hàng không trắng này đang ăn một tự động không chồng. Hai bọc quá. Ê trời trời trời. Ở nhà thuốc Thầy Vũ mà mặc áo xã Bình Thủy mới chịu à. Đang xã Bình Thủy mình chịu hay. Còn mạnh lắm. Giờ mấy anh em vô nhà chú Hai nghe quý vị. Rồi bên đây hành khách vô quần nó kêu. Đi qua cây cầu cây là vô tới nhà của chú Hai. Ồ, hôm nay không làm trước kho, không làm được cái máy im ta. Bình thường cái kho tập kết thuốc của chú Hai lại đây ha. Chú cũng đang phơi thuốc cho mình nhưng mà chú nói 27, 28 Tết là mới nhập kho nữa. Đang phơi ha. Thì hiện tại cũng thấy cà dăm, đuôi chuột, gạo mương chó đẻ rồi ha. Cũng dạ. Cũng tới nhà chú Hai à. Quanh đây ha, cái kho chú ở đó. Cái sân khoai thuốc bên đây. Không mới ra chú Hai u. Đây, chú Hai. Cái thằng bà chú rồi. Hả? Gửi chú Hai 10 phần gạo ha. Mỗi phần là một bao gạo 10 kg. Đây là cái phần gạo của đoàn cô Lương Thị Bé ở Chi Tôn, với một cái phần quà để chú Hai ông chân Tết ha. Mấy anh em bữa nay đi ra tặng quà cho chú Hai với gạo cho cái các cô chú anh em trong đội sưu tầm. Hôm gài là hết cái ô mô gừng ha. Hôm nay gặp chú Hai không có ô mô gừng. Xin mới ô mô gừng hỗ trợ điều trị mấy bệnh tim với lá móng bò ha. Anh em tranh thủ. Xin một bao ô mô gừng để tới chủ nhật tới hốt cho bà con 25 tháng chạp mà hốt rồi nghỉ Tết nữa về. Bẻ trái không phơi duyên hay gì nữa nè. Bẻ trái với ổng phơi cho cà ga leo dạy qua trắng phơi thêm nữa nè. Bên đây có da cà. Cái này là cà, kêu cà cà leo nhưng thực tế nó là cà dại hoa trắng ha. Còn ở trong bảy núi Tịnh Biên của mình á là nó trái nó chùm chùm tròn tròn vậy nè. Còn có cho ai ăn dắt bao luôn hay về hết. Kêu là cà quánh đó ha. Cà quánh là tại vì ham ăn quá bẻ của người ta bị quánh, từ đó đặt tên là cà quánh. Hai bao á. Dạ. Gồm hai bao. Dạ dạ. Cảm thấy giờ đội cái nón vô. Không hết luôn hả chú Hai?
cái nó không thay đâu. Được rồi, rồi. Ngồi hồi có bá cả này khô là quay quay thằng cam cầm đất luôn đi cho bà con xem kìa. Trong trọng có hả chú Hai? Chú vậy chú xíu con xin bao cà đi. Tiếp theo là mấy anh em đi qua nhà cô Thủy rồi bây giờ. Quỳnh Đại Hùng mình vác 4 bao chịu không nổi rớt rồi. Nhờ cái chị đi đường chỉ chắc lên giùm em qua cây cầu dáng này mới ấy. Mấy anh em đi qua cây cầu không vậy? Cuối năm ha của các mạnh thường quân nhà hảo tâm cho hỗ trợ thì mình cũng đi hỗ trợ các cái trưởng đoàn sưu tầm. Qua cầu luôn phải không? Qua cầu quẹo quẹo trái. Cầu dây như vậy. Cầu này khởi công hoàn thành ngày 9/6/2014. Cũng gần 10 năm rồi. Sao bạn biết nhà cô Thủy chưa? Biết chưa, biết nhà chưa? Đây nè. Cái ghe cát này là giống ghe cát của cô Thủy á. Phải phải hàng xóm biết đi qua đây trả thêm bình rượu cho ông lên nè. Dạ. Đây vô. Rồi. Đó rồi. Đó tới nhà cô Thủy rồi về. Cô có chồng mẹ em biệt lá nhỏ. Trồng vô chậu nó cũng tốt lắm quý vị. Đây hơi thiếu nắng mà gì nhìn nó mỏng mảnh nè. Cái hoa đó nè, hoa đẹp lắm. Bên này mấy anh em Quỳnh Đệ đi tới bên chợ Giàm Phú Tân không vậy? Và cái chỗ của mấy chú mấy anh bào sơ chế thuốc để hỗ trợ cho tất cả các phòng thuốc nam từ thiện trong và ngoài địa bàn. Bình thường thì mấy cái nơi đây là để phơi thuốc. Bây giờ tới Tết thì cô chú mấy anh em làm hoa kiển để trang trải cuộc sống. Cũng tranh thủ một mớ sầu, thấy sầu riêng này. Dạ. Bông cúc này kia là cũng hết sức là đẹp. Cái này là tự trồng luôn hả gì chú? Dạ, của mình tỉnh trồng đó. Dạ, khéo quá ha, khéo giỏi với chúng ta. Hết sức là đẹp. Bình thường là mấy chỗ này để mấy anh em với chú bác là trồng. Phơi thuốc, bây giờ tới ngày Tết thì tranh thủ qua màu để trang trải cuộc sống ha. Ở đây có cái hầm nước quá quá xá lý tưởng luôn. Giờ mấy anh em đang sản thuốc cho mấy nhà thuốc mình số thuốc ha. Để xe ba gác chở ra ngoài. Đó,
cái chỗ bào thuốc như cái kho thuốc ở trên đó hay vậy. Cái lò thì cái lò quái nha. Bây giờ mấy anh em tới chỗ của cô ba nấu thuốc. Cô ba biết cũng, nấu rồi, dạ. Nấu. Thì chỗ cô ba làm thuốc nha, thì giới thiệu. Thì đây giới thiệu với bà con nha, là cái đây là cái thuốc cao miễn. Thuốc này có nguồn gốc bài thuốc là ở Cà Mau ha, của một vị thầy ở Cà Mau. Sau đó đưa về tỉnh Biên, rồi từ tỉnh Biên mình là đưa ra chùa Bà Bài, rồi đưa qua bên chợ Giàm Phú Tân này ha. Là hiện nay là công thức này rất là nhiều người biết, nhưng mà cái chỗ nào người ta đủ điều kiện nhân lực nấu á, với đủ thuốc á, người ta mới nấu được. Dạ, như đây là xiên tâm liên nè. Đây là dây cốc nè. Nha, đồ nấu là đồ tươi không à. Còn đây là thuốc vũ nè. Cái thuốc vũ ha. Đó, rồi bên bên đây là vỏ sứ cùi. Vỏ sứ cùi bông trắng nè. Vỏ sứ cùi bông trắng. Lấy nhánh hoặc là cái thân chỉ lột vỏ, lấy vỏ thôi. Rồi còn vỏ sầu đâu nữa nghe, thiếu vỏ sầu đâu. Dạ, chủ yếu là cái nào tươi là tươi, còn nào khô khô, dưới rau mèo nữa. Còn rau mèo đó ha. Rau mèo thuốc cứu nữa. Cái này là cái dây cốc. Cái nó là khoảng 9 vị ha, nấu có nhà Nam thuốc Bắc nữa, mình nhà nhập ở Hà Nội về bên từ có lô hội với nếp gan. Đây là mấy cái nồi nấu thuốc. Ở đây nấu được bốn nồi bự ha, nấu bằng củi củi xài. Cái này là theo cái gia truyền ngày xưa đó là nấu bằng củi mà. Rồi cái chỗ phơi thuốc là ở bên đó hay quý vị. Đó bên đằng sau rồi. Coi nấu thành cao xong á là mình ép, mình để lên bọc, mình ép cho nó thành giống như cái bánh chuối vậy đó. Cái đầu mình phơi, ở đây phơi là phơi cái âm can quý vị. Phơi cái này là để tránh mưa, chứ không có cần nắng gắt quá. Phơi xong á là mình sẽ cắt sợi. Nha, mình cắt sợi bên kia mình phơi tiếp. Trung bình đó là phơi cái này là cỡ 10 nắng gắt trở lên nó mới khô ha. Trên 10 nắng mới khô. Thì ở đây là nấu ra thành bánh ha. Rồi bánh không được khô ở đâu. Để trên cái bọc á cho nó không có dính nữa, cái lấy ra mới cắt sợi. Máy cắt sợi nè. Có máy cắt sợi nha. Có máy. Máy cắt sợi xong rồi phơi tiếp. Cái mình xài cái loại lắm. Xài cái loại lô hội mà tốt quá là nó sẽ ra, khi mà thuốc mình bẻ gãy ra nó sẽ óng ánh. Khi nào mình phơi xong á là mình bẻ mà nó giòn gụm, nó rượu rượu là nó óng ánh, là nào thuốc mới đạt nha. Cái này là thuốc nó còn đang dẻo. Thì phơi thêm 2 nắng nữa. Phơi chừng nào nó giòn rụm mới được nha. Ở đây thì chỗ này làm rất là kỹ nha, phơi là như vậy. Quý vị biết sao mà phải dùng cái máy này không? Cái này là keo dán ghe nè. Không phải, đây là mấy cái ton mà ton sáng. Nhưng mà tại sao dùng cái máy này biết không? Rồi xung quanh là làm lưới nè, quý vị biết sao không? Tại vì lá cây nó sẽ rụng xuống. Lá cây nó rụng là cho nên mình phải che cái này nè, để thuốc nó không có lặn lá cây vô. Ở đây làm gì là rất là kỹ ha. Chỗ cô ba này là nấu thuốc cao là làm rất là kỹ luôn. Làm thứ nhất là giảm bớt cái nóng trực tiếp của nắng mưa bắt chợt nha, khỏi để tới đây lui giống như ở trong nghĩa trang chỗ nhà thuốc cao chỗ thầy Lâm một lần. Cái cao này là nó chữa được rất là nhiều bệnh ha, chủ yếu là hỗ trợ cái vấn đề về xơ gan, viêm gan, thoái hóa cột sống, đau nhức ha, bệnh phổi, các cái bệnh mãn tính nha, về xương khớp, viêm vậy nữa kìa. Anh cái nào thành phẩm đầu lát sinh mới vô chai kia chưa cái chai vô tôi không khai thành ông vô ông xin quý vị xin chai mẫu rồi, chủ yếu là quý vị thấy ghi trên đây không.
là giải độc gan, chỉ táo bón, viêm phế quản, viêm gan, thần kinh tọa, tiểu dôi, tiểu đường, tiểu sạn. Mấy Úc đi tháng nào cũng đi Sài Gòn uống tiểu đường chứ, mà bây giờ Úc uống này khỏi đi Sài Gòn. Yeah. Đi Sài Gòn chiếc nhiêu tiền bạc của ta. Yeah. cái này là nó hỗ trợ điều trị tiểu đường, là quý vị biết nó có gì chống không? Dây cóc với gầu mèo là nó hỗ trợ, với xuyên tâm liên nữa là nó hỗ trợ điều trị tiểu đường, rồi sỏi thận với kỵ phổi là nó nhờ cái vỏ vỏ sứ cùi đó, còn nó mát gan là nó nhờ cái vỏ sầu đâu, rồi với phổi á là nó nhờ cái thuốc vũ này nè, phổi là nhờ cái thuốc vũ này nè. Nó bị phổi là nó trị được phổi là nhờ cái đó đó, nó hỗ trợ qua lại với nhau các cái vị thuốc á, là có hàng, có ôn, có cái trị phổi á, là do cái vỏ sứ với thuốc vũ ha, rồi sỏi á, là do cái gâu mèo với đau lưng khó quá là do dây cóc ha, do dây cóc với với thuốc cứu. Sao đâu thuốc cứu nào vậy nè, nấu luôn. Là của chỗ này là của thầy Phong nấu hả? Phong đó, anh Phong đây nè. Thì nhà của cô ba, anh Phong nhờ. Dạ dạ, vậy là anh Phong anh về đây anh nấu đây. Ba bốn năm rồi đó. Dạ, nấu đây cũng ba bốn năm rồi ha. Dạ. Ở chảnh thì từ hồi lúc dịch tới giờ là chỗ của thầy Lâm là dẹp rồi. Trước. Cái dạ. Trung với Thảo xuống đây là trước nhà, dịch. Nhà cô ba đây luôn đó cô ba. Cắt lỏng quá. Cái ở đây hỗ trợ u sơ, u nang với nhức khớp rồi luôn nha. Là cái thuốc này là nấu cái này đâu 100 người hợp vô nó mới được á. Dạ. Một người thì củi, mỗi lần chở củi lợi là 3-4-50 người đẩy vô. Rồi cái đầu bắt đầu thấy mình sẽ có chỗ nấu. Củi là mấy cái củi đồ là dễ kiếm, sinh ta rất là dễ, nhưng mà những cái thuốc này là sinh rất là khó. Bây giờ cái xuyên tâm liên là phải trồng nè. Cái thuốc vũ, gâu mèo, thuốc cứu là phải trồng mới có nè. Có đậu rồi. Thuốc ở dưới dành nào chứ. Bây giờ thậm chí là cái gì, cái vỏ sứ cùi này là cô cũng phải trồng nè. Hồi đó là xin ở mấy nghĩa trang, ở trong là xin mấy nghĩa trang, hai nghĩa trang trong á. Rồi cái vỏ sầu đâu cũng vậy nữa, vỏ sầu đâu là mình phải trồng mà mình mới cưa nhánh mình mới lấy vỏ được, người ta mới ấy chứ ai cái cây sầu đâu người ta đang khai thác, ai tự nhiên lại cho vỏ mình. Khó lắm. Nói chung thuốc là sau là bên Đồng Tháp cũng chở qua trên Tân Châu chở xuống. Tới xuống mà nhận xét cho Dương phải, ông Tấp Bắc đủ phải đủ mới được. Còn ông to ông Tấp Bắc ông chồng ông lớp nào ở trên nhà bàn thì xây gà, đem gạo để xây nhà bàn nè, nó cấm nè. Nếp gan. Ô cùng đúng chân. Tới xuống. Một đường không bài ra cũng không biết ai đâu làm. Nếp gan đặng tạo dính nè. Nếp gan đặng khi mà nó kẹo á, nó kẹo bắt đầu khuấy để lưu hội vô, lưu hội cũng xây bọt luôn. Để vô là khuấy chừng nào mà nó giống như cái nó sệt lại như giống như bột mà mình như bột mà mình làm chè vậy đó, nó nhão hơn chút. Nó không dính tay đó là được. Nó là mấy dạ gọi thôi chỗ này làm kỹ cực lắm, hơi sạch sẽ chứ thôi với đất dơ bụi bặm không làm được cái mái che đó em đó cô ba làm hôm, được bữa hôm tôi nội khai với nó 1,2-3 thiết. Dạ bởi thiếu sáng đó là bụi nó không rớt vô nè, lá cây nó không rớt vô nè. Ừ. Với lại cũ cái nó không nóng hùng, bây giờ phải mua cái mới mình đặt. Dạ. Lại cũ nó đóng rong ánh sáng không xuống cắt nhiệt đó. Nhờ chợ nhờ cái đó chứ nội mưa gió nội mày đẩy vô chắc chết. Dạ. Đẩy tới đẩy lui cho nổi. Những cái nguồn xuyên tâm liên này, dây cốc này là trồng nha, chứ dây cốc này là tự nhiên không có nha, có thằng Thông tự nhiên trong núi mình có, còn dây cốc là phải trồng mới có. Tự nhiên lại lợi dụng cái chuyện gì đó.
quay nó đi. Nè mình đây có sầu đâu ở đây nè. Thì gió sầu đâu. Chỗ của cô ba làm thuốc rất là kỹ nha. Cái máy chặt có con lằn. Sầu đâu này là sầu đâu vỏ hay quý vị. Sầu đâu người ta lấy vỏ ha, người ta vô. Cái nào tươi được thì tốt, còn tươi không được thì khó thì phải xài khô. Nha, thì nấu như vậy là nó phải nhiều vị lắm mới được. Đi. Ghé chia sẻ với vậy ha, chỗ cô ba là có nấu, bữa nay mình tới mình mới biết là có nấu thuốc cao miễn ha. Ở đây là thuốc cao miễn chiên là giải độc gan, tiểu đường, thoái hóa, trị khớp u sơ u nang ha. Những cái bệnh đó theo như Vũ biết đó là từ ở trên chỗ tỉnh biên của mình đó, là do những cái người bệnh người ta uống hết bệnh nào thì mình mới liệt kê vô bệnh đó ha. Chứ cái nền của nó là cái nền, cái bài thuốc đó là nền bài thuốc gan ở Cà Mau ha. Dạ, yeah, kính chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam. Hôm nay mình có chuyến mình đi qua chợ Giàm bên Phú Tân, thì ghé thăm cái chỗ nấu thuốc của cô ba Giải. Mời quý vị theo chân mình để mình chia sẻ cái hoạt động nấu thuốc cao ở bên đây ha, cao miễn. Cái bài thuốc cao miễn này cũng có nguồn gốc từ tỉnh biên ha, cũng có nhân sự bên tỉnh biên mình là đi qua bên đây là nhờ nhà của cô ba Giải phát nguyện người nấu thuốc để cho bà con ha. Mời quý vị theo chân mình nha. Dạ, yeah, bữa nay có chuyến đi chợ Giàm Tân Châu thì cũng chia sẻ với quý vị cái bài thuốc cao miễn ha. Chị rất là nhiều bệnh nha, bà con có nhu cầu thì trực tiếp đến đó liên hệ để xin ha. Dạ, yeah, kính chào cô chú bác anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam. Hôm nay mình có chuyến mình đi qua chợ Giàm bên Phú Tân, thì ghé thăm cái chỗ nấu thuốc của cô ba Giải. Mời quý vị theo chân mình để mình chia sẻ cái hoạt động nấu thuốc cao ở bên đây ha, cao miễn. Cái bài thuốc cao miễn này cũng có nguồn gốc từ tỉnh biên ha, cũng có nhân sự bên tỉnh biên mình là đi qua bên đây là nhờ nhà của cô ba Giải phát nguyện người nấu thuốc để cho bà con ha. Mời quý vị theo chân mình nha. Thì bây giờ mấy anh em tới chỗ của cô ba nấu thuốc. Cô ba biết cùng, nấu rồi, dạ. Nấu. Thì chỗ cô ba làm thuốc ha, thì giới thiệu thì đây giới thiệu với bà con nha, là đây là cái thuốc cao miễn. Thuốc này có nguồn gốc bài thuốc là ở Cà Mau ha, của một vị thầy ở Cà Mau. Sau đó đưa về tỉnh biên, rồi từ tỉnh biên mình là đưa ra chùa Bà Bài, rồi đưa qua bên chợ Giàm Phú Tân này ha. Và hiện nay là công thức này rất là nhiều người biết, nhưng mà cái chỗ nào người ta đủ điều kiện nhân lực nấu á, với đủ thuốc á, người ta mới nấu được. Dạ, như đây là xiên tâm liên nè, đây là dây cốc nè, nha, đồ nấu là đồ tươi không à, còn đây là thuốc vũ nè, cái thuốc vũ ha. Đó, rồi bên đây là vỏ sứ cùi bông trắng nè, vỏ sứ cùi bông trắng, lấy nhánh hoặc là cái thân chỉ lột vỏ, lấy vỏ thôi. Rồi còn vỏ sầu đâu nữa nghe, thiếu vỏ sầu đâu. Dạ, chủ yếu là cái nào tươi là tươi, còn nào khô dưới rau mèo nữa. Còn rau mèo đó ha. Rau mèo thuốc cứu nữa. Cái này là cái dây cốc. Cái nó là khoảng 9 vị ha, nấu có nhà nam thuốc bắc nữa, mình nhà nhập ở Hà Nội về bên từ có lô hội với nếp gan. Đây là mấy cái nồi nấu thuốc. Ở đây nấu được bốn nồi bự ha, nấu bằng củi củi xài. Cái này là theo cái gia truyền ngày xưa đó, là nấu bằng củi đó mà. Rồi cái chỗ phơi thuốc là ở bên đó rồi quý vị. Đó bên này sao vậy? Ừ. Coi nấu thành cao xong á là mình ép
mình để lên bọc, mình ép cho nó thành giống như cái bánh chuối vậy đó. Cái nào mình phơi, ở đây phơi là phơi cái âm can quý vị. Phơi cái này là để tránh mưa chứ không có cần nắng gắt quá. Phơi xong quá là mình sẽ cắt sợi nha, mình cắt sợi bên kia mình phơi tiếp. Trung bình đó là phơi cái này là cỡ 10 nắng gắt trở lên nó mới khô ha. Trên 10 nắng nó mới khô. Thì ở đây là nấu ra thành bánh ha. Rồi bánh không được khô đâu. Để trên cái bọc á cho nó không có dính nữa, cái lấy ra mới cắt sợi. Máy cắt sợi này. Có máy cắt sợi nha. Có máy. Máy cắt sợi xong rồi phơi tiếp. Cái mình xài cái loại là xài cái loại lô hội mà tốt á là nó sẽ ra, khi mà thuốc mình bẻ gãy ra nó sẽ óng ánh. Khi nào mình phơi xong á là mình bẻ mà nó giòn rụm, nó rượu rượu là nó óng ánh, là nào thuốc mới đạt nha. Cái này là thuốc nó còn đang dẻo. Thì phơi thêm 2 nắng nữa. Rồi phơi chừng nào nó giòn rụm mới được nha. Ở đây thì chỗ này làm rất là kỹ nha, phơi là như vậy. Quý vị biết sao mà phải dùng cái máy này không? Cái tại sao phải dùng cái máy biết không? Keo nha, cái này là keo dán ghe nè. Không phải, đây là mấy cái ton mà ton sáng. Nhưng mà tại sao dùng cái máy này biết không? Rồi xung quanh là làm lưới nè, quý vị biết sao không? Tại vì lá cây nó sẽ rụng xuống. Lá cây nó rụng là cho nên mình phải che cái này nè, để thuốc nó không có lặn lá cây vô. Ở đây làm như vậy là rất là kỹ ha. Chỗ cô ba này là nấu thuốc cao và làm rất là kỹ luôn. Làm thứ nhất là giảm bớt cái nóng trực tiếp của nắng mưa bắt chợt nha, khỏi để tới đây luôn giống như ở trong nghĩa trang chỗ nhà thuốc cao chỗ thầy Lâm một lần. Cái cao này là nó chữa được rất là nhiều bệnh ha, chủ yếu là hỗ trợ cái vấn đề về xơ gan, viêm gan, thoái hóa cột sống, đau nhức ha, bệnh phổi, các cái bệnh mãn tính nha, về xương khớp. Viêm vậy nữa kìa. Anh cái nạp này ổng đâu, lát xin quá vô chai kia chưa cái chai vô tôi ăn không ông xài khăn ông vô ổng xin nha quý vị, xin chai mẫu rồi. Chủ yếu là quý vị thấy ghi trên đây không, là giải độc gan, trị táo bón, viêm phế quản, viêm gan, thần kinh tọa, tiểu dôi, tiểu đường, tiểu sạn. Mấy ngày Úc đi tháng nào cũng đi Sài Gòn uống tiểu đường chứ, mà bây giờ Úc uống này khỏi đi Sài Gòn. Yeah. Đi Sài Gòn chiếc như tiền bạc của ta. Yeah. cái này là nó hỗ trợ điều trị tiểu đường, là quý vị biết nó có gì trong không? Dây cóc với rau mèo là nó hỗ trợ, với xuyên tâm liên nữa là nó hỗ trợ điều trị tiểu đường. Rồi sỏi thận với kỵ phổi là nó nhờ cái vỏ sứ cùi đó. Còn nó mát gan là nó nhờ cái vỏ sầu đâu. Rồi với phổi á là nó nhờ cái thuốc vũ này nè. Phổi là nhờ cái thuốc vũ này nè. Nó bị phổi là nó trị được phổi là nhờ cái đó đó. Nó hỗ trợ qua lại với nhau, các cái vị thuốc là có hàng, có ôn, có cái trị phổi là do cái vỏ sứ với thuốc vũ ha. Rồi sỏi là do cái rau mèo với đau lưng thoái hóa là do dây cóc nha, do dây cóc với ở đây nấu ở đây đâu mà đâu đó với thuốc cú sao đâu như này đâu đâu thuốc cú nào vậy này nấu luôn là của chỗ này là của thầy Phong nấu hả? Phong đó, Phong đây nè. Nhà của cô ba Phong nhờ. Dạ dạ, vậy là anh Phong anh về đây anh nấu đây. Nấu đây cũng 3-4 năm rồi đó. Dạ, nấu đây cũng 3-4 năm hả? Dạ. Ở chảnh thì từ hồi lúc dịch tới giờ là chỗ của thầy Lâm là dẹp rồi. Trước. Dạ. Thằng Trung với Thảo cũng đây là trước dịch. Nhà cô ba đây được không cô ba? Chắc lộng quá.
cái ở đây hỗ trợ u sơ u nang với khớp rồi luôn nha. Là cái thuốc này là nấu cái này đâu 100 người hợp vô nó mới được á. Dạ. Một người thì củi, mỗi lần chở củi lợi là 3-4-50 người đẩy vô. Cái đầu bắt đầu thấy mình sẽ có chỗ nấu. Củi là mấy cái củi đồ là dễ kiếm, xin người ta rất là dễ, nhưng mà những cái thuốc này là xin rất là khó. Bây giờ cái xuyên tâm liên là phải trồng nè. Trồng. Cái thuốc vũ, rau mèo, thuốc cứu là phải trồng mới có nè. Có đậu rồi. Thuốc ở dưới dành nào đi. Bây giờ thậm chí là cái gì, cái vỏ sứ cùi này là cô cũng phải trồng nè. Hồi đó là xin ở mấy nghĩa trang, ở trong là xin mấy nghĩa trang, hai nghĩa trang trong á. Rồi cái vỏ sầu đâu cũng vậy nữa, vỏ sầu đâu là mình phải trồng rồi mình mới cưa nhánh mình mới lấy vỏ được, người ta mới ấy chứ ai cái cây sầu đâu người ta đang khai thác ai tự nhiên lại cho vỏ mình. Khó lắm. Nói chung thuốc á là bên Đồng Tháp cũng trở qua, Tân Châu trở xuống. Vì sao mà mình chắc cái phải ông phải bắt phải đủ mới được. Còn ông tôi ông sẽ bắt ông chồng ông lúc nào ở trên nhà bàn thì xây gà đem gạo để xây nhà bàn nè, nướng cấm nè. Nếp gan. Mừng. Ô cũng đúng chứ. Cái xứ một đứa không bài ra cũng không biết ai đâu làm nào. Nếp gan là tạo dính nè. Nếp gan đặng khi mà nó kẹo nó khuấy để luồn hội vô, luồn hội cũng xây bọt luôn để vô là khuấy chừng nào mà nó giống như cái nó sệt lại như giống như bọt mà mình như bọt mà mình làm chè vậy đó, nó hơi nhão hơn chút, không dính tay đó là được rồi, là mấy dạ rồi thôi chỗ này làm kỹ cực lắm, hơi sạch sẽ. Cái phôi dưới đất dơ, bụi đậm. Không làm được cái máy che đó, em đó cô ba, làm được. Bữa hôm tôi nội thai với nó 1 triệu, 2-3 thiết. Dạ, ba thiết sáng đó, đó là bụi nó không rớt vô nè, lá cây nó không rớt vô nè. Với lại cũ nó không nóng hùng, nên bây giờ phải mua cái mới, mình đặt lại. Cũ nó đóng rong, ánh sáng không xuống. Cắt nhiệt vậy đó. Nhờ trời, nhờ đó chứ nậu mưa gió, nậu mày đẩy vô chắc chết. Dạ. Đẩy tới, đẩy luôn cho nổi. Những cái nguồn xuyên tâm liên này, dây cốc này là trồng nha, chứ dây cốc này là tự nhiên không có nha. Có thằng Thông tự nhiên trong núi mình có, còn dây cốc là phải trồng mới có. Ơi, tự nhiên, để lợi dụng chuyện gì đó. Quay nó đi. Có sầu đâu ở đây nè. Thì gió sầu đâu. Chỗ của cô ba làm thuốc rất là kỹ nha. Cái máy chặt có con lần. Sầu đâu này là sầu đâu vỏ hay cái gì? Sầu đâu người ta lấy vỏ ha, ta vô. Cái nào tươi được thì tốt, còn tươi không được thì khó thì phải xài khô nha. Thì nấu vậy là nó phải nhiều vị lắm mới được. Đi. Ghé chia sẻ quý vị ha, chỗ cô ba là có nấu, bữa nay mình tới mình mới biết là có nấu thuốc cao miễn ha, hoặc là thuốc cao miễn chiên là giải độc gan, tiểu đường thoái hóa, trị khớp u sơ u nang ha. Những cái bệnh đó theo như Vũ biết đó, là từ ở trên chỗ tình biên của mình đó, là do những cái người bệnh người ta uống hết bệnh nào thì mình mới liệt kê vô bệnh đó ha. Chứ cái nền của nó là cái nền, cái bài thuốc đó là nền bài thuốc gan ở Cà Mau ha. Dạ, bữa nay có chuyến đi chợ Dạm Tân Châu thì cũng chia sẻ với quý vị cái bài thuốc cao miễn ha. Chị rất là nhiều bệnh ha, bà con có nhu cầu thì trực tiếp đến đó liên hệ để xin ha. Tiếp theo là cái điểm thứ tư của nhà Mụ Yên với Đệ Thảo ở gì ạ. Mấy huynh đệ cũng hỗ trợ mình nhiều năm nay ha, từ khi nhà thuốc mới thành lập tới giờ. Xuống đây thì chú bác anh em với mấy huynh muội ở đây cũng hỗ trợ tiếp nhà thuốc mình rất là nhiều.
đây mắc cỡ ha, rồi Kim Tiền Thảo này kia, rồi mấy huynh đệ đây cũng hay ương thuốc ở đây ha, ương ăn so nè, này ăn so, ương so Kim Tiền Thảo, huynh đệ có mấy cái học ương quá lý tưởng luôn ha, quá sáng tạo, ương mà xả vàng ít xài đó, xài xả đen à. Mấy cây dừa này là dừa siêu sớm như vậy, 17 tháng là dạ hỗ trợ bên gan, nó cũng mát gan rồi được, nhưng mà nó thua xà đen mình. Không có, dạ rồi, rồi lấy luôn đi chứ hết xà đen này cũng tới nó à. Ở đây bà con cô bác là rảnh là chặt thuốc phơi thuốc hay hỗ trợ, sau khi chuyện đồng án xong ha thì mình cũng nhờ mấy huynh đệ hỗ trợ thuốc ha, nhiều năm vậy mới có thuốc hốt cho bà con người ta ha. Này rất là giống màng ghi luôn, trái giống đó, trái gan màng ghi đó, lá cũng giống luôn, đẹp hết sức đẹp rồi nè. Cái này giống màng ghi nè, mà giống màng ghi, trái giống màng ghi mà bông rất là đẹp nè, mới chỗ rồi nè, giống màng ghi nè, giống như màng ghi Thái vậy. Cây mai cũng đẹp quá ha. Anh em đi lấy thuốc này tới tối hù rồi, về mới ghé nhà cô Thủy xin được mớ cao gia truyền của quý vị để mời ơi chủ nhật hút thuốc có phát cho người ta quý vị, rồi rồi để vô tối hù tối hì luôn. Lấy hết làng qua bên làng cũ rồi. Sao ông nói kết quả thế nào? Rồi lên đường tiếp tục.